Xin chào khán giả của Vina Showbiz. Hôm nay Hiếu Trung đã mời được Yên Trang đã đến từ Việt Nam. Hiếu Trung xin chào Yên Trang. Chào Hiếu. Yên Trang xin được gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi của Vina Showbiz. Hiếu Trung cũng biết là Yên Trang như khán giả khác là biết nhiều về Yên Trang. Đã mấy bữa trước là cũng có nói về live show rồi CD của Yên Trang. Nên hình như Yên Trang cũng sắp ra CD mới nữa phải không? Thật ra thì nói đúng hơn là Uyên Trang mới vừa ra CD. Vừa ra CD. Thì đây à. Thôi tiện này mình tiếp thị sản phẩm luôn. Okay. đây là chiếc đĩa CD mới nhất của Uyên Trang. Màu vàng. Ánh trăng vàng cô đơn. Tại sao ánh trăng vàng cô đơn? Thì mình cô đơn thì mình nói là mình cô đơn. Nhưng mà có nhiều người khán giả cũng hỏi là tại sao là Uyên Trang lại thích mình làm một ánh trăng. Bởi vì Uyên Trang cảm thấy là giống như ở trên một cái bầu trời á, thì có rất là nhiều vì sao đúng không? Nhưng mà chỉ có một ánh trăng mà thôi. Và cái ánh trăng đó thì nó không có hòa lẫn với những cái vì sao kia. Mà nó cảm giác nó rất là lẻ loi. Đứng trên bầu trời, Uyên Trang cảm thấy mình cũng giống như ánh trăng đó vậy. Nhưng mà cái sự cô đơn đó thì cũng không có làm mình buồn đâu. Bởi vì là mình biết ở xung quanh mình còn nhiều cái vì sao. Những cái vì sao đó là ai? Là những người bạn của mình nè, là gia đình của mình nè, rồi là khán giả của mình nữa, đúng không? Cho nên là mặc dù là cô đơn nhưng mà không cô độc. Đúng rồi. Nói về tiếp theo, tại ai viết cái bản này vậy? Ca khúc chủ đề này là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Vượng. Anh Quốc Vượng thì cái bài này thì Uyên Trang đã thu âm cũng lâu rồi, cũng 3 năm rồi đó. 3 năm. Nhưng mà có nghĩa là Uyên Trang cũng rất là thích ca khúc này nhưng mà chưa có dịp để đưa vào album. Và đến thời điểm bây giờ thì khi mà Uyên Trang nghĩ ra một cái idea cho cái album mới thì Uyên Trang mới quyết định là sẽ chọn cái ca khúc này làm chủ đề của album. Và sau đó thì Uyên Trang mới theo cái chủ đề đó mà Uyên Trang giống như bạn thấy nè, là chụp hình nè, rồi design, rồi tất cả everything, mọi thứ theo cái chủ đề của mình. Chung hỏi là tại sao vậy? Cái album nó màu vàng với cái bằng đầm dài gì đó, có cái team gì không vậy? Thì đó cũng như Uyên Trang nói là ánh trăng vàng, ánh trăng vàng cô đơn, thì bạn cũng nhìn thấy là đây giống như là đây là một cái con đường Uyên Trang đi trên một cái con đường mà trên con đường này nó cho mình cái cảm giác rất là buồn. Và những cái khung cửa, những cái cửa gỗ nè, màu nâu buồn, nhưng mà nổi bật lên đó là một cái màu vàng. Hiếu Trung cũng biết là nghe đồn là Yên Trang sẽ có quay video ở Seattle. Yên Trang cho biết chút xíu được không? Nghe đồn hả? Nghe đồn. Thì mai Hiếu Trung đi quay với Trang được không? Thực ra thì cũng đúng. Bởi vì là khi mà Uyên Trang vừa mới ra mắt cái đĩa này thì là ra mắt ở Việt Nam xong là Uyên Trang liền lên đường để Uyên Trang đi lưu diễn bên đây luôn. Thì cũng không có nhiều thời gian để mà
quảng bá cho album này ở Việt Nam nữa, mà cũng không có thời gian để mà mình quay những cái clip. Cho nên là Uyên Trang cũng muốn là khi mà trên những cái đường lưu diễn của mình đi qua bên này, thì Uyên Trang muốn là mình sẽ quay những cái clip và những cái hình ảnh thật đẹp của mình ở trên nước Mỹ nè, và có thể là Canada nữa, để có thể đưa vào album của mình. Cho nên là lạ chút xíu. Đúng rồi. Không phải là chỉ có Việt Nam thôi, nhưng mà cái chỗ là lạ nữa. Có nghĩa là cái DVD sắp tới thì Uyên Trang muốn là có cả những hình ảnh ở Việt Nam, có cả những hình ảnh bên này nữa. Uyên Trang cho chút xíu là biết là Uyên Trang đã cũng thâu cái bản đó lâu lắm rồi. Nhưng mà cái thuyền trình thâu cái bản nhạc á, bao lâu mới được cái album? Để mà thực hiện một cái album này thì Uyên Trang cũng mất, nói chung là cũng mất cũng phải gần 1 năm. Wow. Tại vì khi mà giống như bạn thấy là ở trong đây một cái đĩa của Uyên Trang có tới 13-14 bài lận. Thì để mà chọn ra được 13-14 bài như ý thì mình phải thu trong vòng phải 20 bài trở lên. Để trên 20 bài thì mới có thể là chọn ra được 13-14 bài mình thực sự là ưng ý nhất. Tại vì mình phải coi là nó những cái bài đó nó có phù hợp với cái chủ đề của cái album của mình không nữa. Đúng rồi. Đó, sau đó thì mình mới đặt nhạc sĩ để hòa âm. Mà đôi khi có một bài hòa âm mà mình cảm thấy mình vẫn chưa thích thì mình lại phải bỏ, là mình hòa âm lại. Rồi ngay cả thu âm cũng vậy nữa. Có nghĩa là khi mà mình hát cái ca khúc đó xong rồi mình cảm về mình nghe đi nghe lại mình cảm thấy chưa được, cái mình lại phải vào phòng thu mình lại thu lại. Nha. Thì có nghĩa là Uyên Trang làm mỗi một cái sản phẩm của Uyên Trang làm rất rất là kỹ. Cho nên là cũng được nổi tiếng với mấy bạn phòng thu là hơi khó tính. Mọi người ở phòng thu hay là tất cả mọi người làm việc cho Uyên Trang ai cũng sợ hết. Chúng thấy là đi đâu đó thì nhạc của Uyên Trang dễ hát, dễ cái lời với cái nghĩa đó nó dễ pick up của cái ca tâm trạng bây giờ, rất là hay. Cho chúng biết là ai mà đào mấy cái lyric đó với mấy nhạc đó cho Uyên Trang không vậy? Thật ra thì khi mà mình có một cái ca khúc, mình trình bày một cái ca khúc á, thì cái điều đầu tiên là mình phải có duyên với cái ca khúc đó. Có đôi khi có những ca khúc mà khán giả thấy hay nhưng mà nhiều khi mình không thích hợp. Đó, cho nên là khi mà mình hát một cái ca khúc thì mình ít ra mình phải có cái sự đồng cảm với cái ca khúc đó. Thì khi mà nhạc sĩ họ viết ra một cái ca khúc thì họ cũng nghiên cứu về những cái rất là đời. Có nghĩa là những cái mà gần gũi nhất trong cuộc sống, và họ viết vào một cái ca khúc. Và Trang tìm thấy cái sự đồng cảm của mình và tìm thấy sự đồng cảm của rất là nhiều những cái người xung quanh mình nữa, thì từ đó thì Trang mới hòa mình vào trong ca khúc và truyền tải được cái ca khúc đó đến cho khán giả. Thì nói chung là những nhạc sĩ đa phần là khi mà họ viết ca khúc đó trước đây thì họ không có chọn Uyên Trang, thì có nghĩa là Uyên Trang sẽ đi tìm nhạc sĩ. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều nhạc sĩ họ đã, có nghĩa là họ biết được cái chất của Uyên Trang nằm ở đâu, và khi họ biết cái ca khúc đó là họ đã nghĩ tới Uyên Trang rồi. Vậy Uyên Trang có trải qua từng love break heart gì không? Từng trải qua gì không? Đau đớn gì không? Giống như mấy cái nhạc gì đó. Break heart, tan vỡ thì cũng có, đúng không? Thì yêu mà, đúng không? Trong tình yêu thì cũng có lúc vui, lúc buồn, rồi giận hờn, rồi mình chia tay nữa. Tuy nhiên là những mấy bạn đừng có break heart Uyên Trang nữa, chung thôi là Uyên Trang nhạc buồn hoài. Yeah. Thì đó, Uyên Trang cũng đã, nói chung là những cái album trước thì Uyên Trang cũng đã gắn liền với những ca khúc tình ca rất là buồn. Nhưng mà trong những cái thời gian gần đây thì Uyên Trang cũng cố gắng để thay đổi. Vì bởi vì cuộc sống của mình mà không lẽ cái toàn màu đen không, đúng không? Rồi. Nó cũng phải có màu hồng, rồi có những cái màu sắc đỏ. Tươi sáng, đúng rồi nha. Yeah. Thì Uyên Trang mới, sau đó thì Uyên Trang mới thêm những cái ca khúc mà gọi là nhạc sôi động. Thì Uyên Trang đặt hàng thêm và hòa âm theo những cái ca khúc sôi động để mà đưa vào album để cho mình mới hơn, lạ hơn. Cái đó quá vui. Và trong đĩa này thì có tới 5 ca khúc, 5-6 ca khúc là nhạc vui rồi. Vui. Và giống như những cái bài như Giấc mơ đã hết nè, rồi Ánh trăng và cô đơn, thì nói chung là được remix lại bằng cái tiết tấu rất là nhanh. Chúng sẽ trở lại chút xíu.